Rồi giờ hai đứa quen nhau ở đâu? Dạ thì năm tụi em học lớp 12 á, do gia đình cũng khó khăn thì em với bà xã cũng đi làm giấy xin miễn giảm học phí trong ủy ban xã, thì vô tình gặp ở trong đó. À. Tại vì lúc trước là có học chung với nhau chung trường rồi. À. Rồi sau đó thì em chuyển nhà đi nên em phải chuyển trường luôn. Ừ. Rồi em vô ủy ban xã mà em gặp lại bạn cũ em mừng. Ừ. Em lại hỏi chuyện liền mà nhưng em không nhớ tên. Ừ. Ấn tượng đầu tiên em gặp ông xã là ốm với hơi nhút nhát. Mà em thấy anh cũng dễ thương rồi. Cái em mới xin số điện thoại. Rồi... Em á hả? Dạ. Cái gì em nhờ bà xã em lấy giấy tờ giùm em luôn. Dạ. À, tức là lợi dụng luôn đó, lợi dụng luôn. Xin giấy tờ thử sao để mình lấy giấy tờ giùm thôi. Chứ không hồi đầu cũng thấy có ấn tượng để kiếm cớ nói chuyện tiếp. Kiếm cớ phải không? Ừ. Rồi sau đó về có nhắn tin qua lại cho nhau không? Dạ. Có. Ngày nào cũng nhắn hết trơn á. Trời nào cũng nhắn hết. Lúc đó đang nhắn tin cái với vợ em cái điện thoại vợ em kêu hết tiền thôi để mai mốt về nạp tiền rồi nhắn. Điện thoại cũng còn được mấy ngàn, em bắn cho vợ em 4.000 tiền điện thoại để nhắn tin. 4.000 tiền điện thoại. Dạ. Cái tự nhiên em bắn tiền xong cái vợ em nó điện thoại nó hát cho em nghe hai bài. Tiện em vô tình em bất ngờ quá cái thích tiền tự nhiên từ đó cái nó thích luôn. Thích luôn vậy. Rồi yêu nhau. Tỏ tình với nhau qua điện thoại là thường xuyên đúng không? Dạ. Rồi ví dụ như hết cạc thì có thể nạp cạc được. Và nếu như điện thoại hư thì tỏ tình bằng cách nào? À đó tụi em viết thư. À viết thư. Cái trước cổng nhà vợ có cái miếu nhỏ. Cái em viết thư xong em chạy ra miếu em để vô đó cái em chạy về. Cái về bữa sau em chạy ra lấy lại tá thư mới đem về. À, để ở trong miếu hả? Chà, à, vậy là ông Từ ở miếu đó chắc cũng đọc được hết rồi, đúng không? Bởi vì cái mối tình này là có thần thánh chứng giám luôn. Dạ, thì cũng nhờ ông miếu đọc được thì năm nay tới giờ đây hai chồng em mới được đến được cái nhà. Rồi bây giờ trong cái lúc yêu nhau có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Thì em nhớ có một bữa đó là đi hát karaoke chung với nhóm bạn. Cái vợ em hát quá trời cái mệt, nằm dựa vô bạn cái em chạy. Lại em nhìn một hồi cái em lén em hung cái. Dễ thương quá. Lén lén, không tưởng làm gì hung cái. Ừ, vợ em nó giật mình vậy. Nó thấy em hung á. Cái sợ có bầu rồi giận em năn nỉ cái tầng lễ luôn. Dễ thương quá. Mà ổng hung ở đâu mà em sợ có bầu? Em thương ở mồi. Dạ. Em có đáp lại không? Dạ không. Em quạo, lúc đó em quạo rồi em về luôn. Nhưng mà lúc đó là em sợ có bầu thiệt luôn á hả? Dạ. Sợ em nghĩ vậy. Có mua đồ que gì về thử không? Không, em chỉ sợ thôi. Từ lúc yêu nhau cho đến lúc mà cưới nhau là mất bao nhiêu lâu? À, khoảng 4 đến 5 năm. 5 năm lận luôn. Là đúng trong rồi. 5 năm là các em là tình yêu trong sáng đúng không? Dạ. Có vượt quá giới hạn gì không? Dạ không. Dạ thì... Cái lần tới nhất là nó tới đâu? Tới nhất là em mới gạ đi vô khách sạn nhưng mà giờ em không cho. Kể đi cái đó làm sao. Hai chồng đi chơi mà cũng bị mắc mưa đó. À. Em mới nói vô chồng ấy đục mưa. Ừ. Rồi, em mới ngồi sau lưng nhéo em rồi không cho vô. Lúc đó quẹo vô thiệt luôn á chị. Quẹo tới đi. Cổng luôn. Em kể đi. Lúc đó mưa mà... cũng có mặc áo mưa mà anh suy nghĩ em lạnh tại vì có phía sau á chỉ có một cái vạt thôi nên nghĩ là thôi mình đi vô khách sạn mình đục mưa đi. Cái em mới đợi em tưởng đâu giỡn, thường anh cũng hay giỡn lắm. Cái em nói em nhéo cái em nói thôi vô cổng làm gì. Cái anh đậu tới cổng rồi cái em nói vậy thôi xuống. Cái em nói vậy thôi giờ em đi bộ về. Cái vợ cái em giận đi một bộ một nước rồi anh chạy theo. Rồi nói nghe nè, vậy lúc lấy nhau rồi cái đêm tân hôn mà rồi biết cái gì không? Đó, đêm đó đêm hợp lệ rồi đúng không? À đêm đó chắc thì là... hai vợ chồng cũng vô mùng tính hết trơn rồi mà đuối quá chịu không nổi rồi nằm ngủ luôn. Trời sao mà rồi... nó rất he vậy trời. Rồi qua bữa sau sao? Phải có tân hôn qua chứ, bữa, không có qua sao bữa được. Sau thì hai chồng ở quê xuống thành phố Mỹ Tho chuẩn bị đi làm á. Thì mấy đứa bạn ở Mỹ Tho cũng rủ ghê ra ngoài. Xong rồi về cũng mệt quá, ngủ thuốc. Ngủ luôn, ngủ luôn. Đêm thứ ngày ngủ luôn. Tây... Tây... Thôi kể đêm thứ ba, để cho người ta kể. Ngủ lần nghe trời ơi, ta cần... Rồi đêm thứ ba làm sao nào? Tới cái đêm thứ ba
không có ai làm phiền nữa hết á, thì mới rủ vợ ra khách sạn cho thoải mái, tại ở nhà trọ cũng hơi nhỏ với chặt á, với gần kế có chủ nhà sát vách luôn, cũng hơi bất tiện ra ngoài có... ra ngoài để cho người ta kể, đừng có nhảy vô họng người ta, để cho người ta kể ra ngoài đi. Khách sạn làm cho thoải mái cũng tốn hết, cũng cả 200 ngàn à, cũng thoải mái thiệt, nhưng mà cũng không có kinh nghiệm, cũng ba tật ba vuột. Rồi sau đó là thoải mái đúng không? Sau đó thì... có thích không? Hay là mệt mỏi, sợ hãi? Em thì lúc đó em mệt với em sợ. Với phần em cũng chưa có muốn có bé sớm á chị. Rồi em cũng định ngừa, nhưng mà chồng em nói thôi, miễn sinh năm nay là cùng tuổi với hai chồng nên hai chồng để luôn. Mà chắc cũng khoảng cần 4 tháng sau mới có. Cứ tháng nào anh cũng hỏi em gì nè. Ủa có chưa? Có chưa? Sao thấy bữa nay em ăn ít á, thường ngày em ăn nhiều đi lắm. Rồi cũng không có. Một lần á, anh đi mua một trái mãng cầu, mãng cầu gai, mãng cầu sim mình á. Anh về nói anh đi tắm nha, anh đi vô đi tắm, xách cái điện thoại vô ngồi coi phim chỏng 45 phút, rồi ở ngoài đây em thèm chảy nước bọt luôn. Em ăn hết một trái mãng cầu gai 1 ký luôn. Mà thèm ra, nó đúng không? Dạ. Ra còn vỏ không, anh nói trời ơi kỳ vậy, sao mới về ham ăn với anh rồi. Là dạ, lúc thêm. Đó là có bầu đó phải không? Dạ lúc đó có khoảng chắc em nghĩ trong khoảng 2 tuần, tại vì 2 tuần sau tụi em mới đi siêu âm là 4 tuần. Dạ. Rồi giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi. 2 năm em bé được bao tuổi rồi? Dạ em bé của em được 8 tháng. Sau khi cưới nhau anh ấy có lòi tật xấu gì ra không em? Dạ nhiều lắm, nhất là tật xấu là hay bề bộn á, về là đôi dài đằng đây một chiếc đằng kia, rồi xong rồi đôi giới đằng đây, rồi xong có nhiều khi đôi giới nằm trên võng, nhiều khi đôi giới nằm trên tủ luôn. Rồi có một tật xấu là mê game, chơi game gọi là chơi miết, chơi hoài, kêu cỡ nào cũng không chịu dừng. Rồi đi mê xách điện thoại vô coi phim trong nhà vệ sinh, mà lúc mà đi vệ sinh anh coi chắc cũng cỡ một tập 45 phút đến 1 tiếng rưỡi. Trời không ơi ngồi đâu, coi trong nhà vệ sinh luôn. Rồi nghe nè, ở dơ. Dạ, anh tắm vô, bước vô phòng tắm là không bao giờ xả nước. Cỏ đồ ra xong cái chà, chà từ trên chà xuống, chà lên, chà chà khô nha, chà khô, thiệt là khô luôn, chà. Hoài, chắc cũng có nửa tiếng nha, mới xả anh kêu. Anh ơi, hình như anh tắm anh chưa xả nước á. Ủa trời, quên nữa, thôi xả nước tắm. Lúc nào cũng phải nhắc. Chà khô làm sao chà khô? Ông vô tắm bằng mồ hôi á. Kỳ hợp. Không xấu nước luôn hả? Kỳ xong rồi đó, rồi mới đi ra. Xối xả xuống. Rồi còn tật xấu nữa không? Hay hết rồi. Thôi tha nó đi hết rồi. Bây giờ tới em đó. Tới em thì gánh gánh cái lôi em ra cắn. À ngứa nú răng. Kêu buồn buồn bả bắt em nhổ lông nách cho bả. Đâu có tật xấu đâu. Ta nhờ giả mà. Đáng yêu. Cắn là ta cưng mà. Tại em bị cận á anh, vì em lúc trước á thì em nhờ anh gọi đèn. Đâu có gọi tập trung gọi đâu, gọi hồi nghe lên mặt em luôn. Em nói thôi vậy thôi nhỏ luôn đi, tôi gọi đèn cho. Đó, rồi gì nữa? Tính tiết kiệm. Kiệm hợp, sao? Hợp tiện. Nhiều khi mua đồ bận em cho tiền mua, cái toàn mua đồ thanh lý không à. Với lại ăn uống thì hay sử dụng ở đồ cũ nhiều lần quá. Em cũng không thích. Rồi có phát lương không? Thì ở nhà thì vợ phát lương cho em, chứ em không phát lương cho vợ. Đó, thì đúng rồi đó, dạ. Biết mà. Biết. Ngày được 20. Cái sau này thấy ít quá, cái thấy người ta cũng được nhiều hơn, cái đòi vợ, cái vợ cho lên 50. Cái em mới nói vợ cho 50 thì thương 50% thôi, chứ không có thương nhiều nghe. 100 thì được 100%. Là giờ được nhiêu, giờ nói tóm lại được nhiêu nè? Được 100.000 ngày. 100.000 ngày. Ngon rồi. Trời ơi, hiền nhiều hơn tôi rồi. Tại vì em cho 100.000 là nghĩa là em sẽ nhờ mua cái gì ở ngoài nữa. Ví dụ như về sẽ mua, ví dụ như mua bánh hay mua cái gì đó lặt vặt là cuối cùng cũng còn 50. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn vợ em nó thay đổi là bớt cái tiết kiệm với hà tiện lại chút xíu. Cái nào đáng thì mình làm, nào không đáng thì mình nên bỏ. Nhất là ăn những cái đồ cũ. Dạ. À, đúng không? Với lại bớt... càng ngàn ngợi xíu. Dạ có nhiêu đó rồi. Còn em? Em thì em mong chồng là cũng như quan tâm gia đình chút xíu. Ví dụ như là làm cái việc gì á thì em thích là cùng làm hơn. Ví dụ như quét nhà, người leo nhà hay cái gì đó, mình đừng ôm điện thoại nhiều quá. Bớt game lại, tại vì em nghĩ game nó cũng không tốt lắm. Chỉ để được mình giải trí, khuây khỏa thôi. Rồi còn gì nữa không?
Dạ hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Dạ. Hai này dễ thương mà. Yeah. Nói nghe nè. À, cái vụ mà ăn đồ ăn lại đó, thực ra cái đó nếu mà mình biết cách á thì là cũng không có đến nỗi nào, tại vì nếu mà mình ăn không hết mình đổ đi hết á thì cũng rất là phí. Nhưng mà em nhớ là cái đồ ăn của mình nó chỉ được 11 tiếng đồng hồ đến 12 tiếng đồng hồ. Đó là với điều kiện để tủ lạnh nha, còn nếu mà để ở ngoài á thì là trong một ngày là ăn hết luôn, không có tối là mình dùng. Nhưng mà cái tính tiết kiệm là tính tốt, nhưng mà tiết kiệm đúng cái đúng cách đó là vậy, chứ không phải là cái gì mình cũng chặt, cái gì mình cũng siết. Người phụ nữ mà có cái tính tiết kiệm là rất tốt luôn, nên giữ nhưng mà phải phát huy theo cái chiều hướng tích cực đó. Là như vậy. Còn hai đứa là quá dễ thương, quá rồi. Dễ thương rồi. Rồi xin chào hai em nha. Cảm ơn hai đứa nha.